Rồi, em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ bên em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một ngày làm việc thật tốt và có thật nhiều sức khỏe nha mọi người. Công việc mua bán thuận lợi, làm ăn cho nó thật là nhiều may mắn và thật là nhiều sức khỏe. Thì hôm nay quay trở lại với công việc mua bán ô tô cũ bên em thì cửa hàng bên em mới cập nhật thêm một con Thaco Toner. Mới cập nhật thêm con Thaco Toner đời 2011 ha. Xe là sơn riêng, đầu cabin là còn nguyên bản hết luôn ha. Thì hiện tại cái ổ khóa này nó bị mắc nè mọi người. Bị không phải bị mắc là chắc bị hư rớt rồi bỏ ra. Cho nên là cái đó thì em sẽ thay gắn cho mọi người. Thaco Toner đời 2011 thùng nguôi bạc nha. Con này thùng nguôi bạc thì cái bạc mới em thay em bỏ trong đầu cabin đó, thì em sẽ quay tổng thành chi tiết con xe để gửi thiệu cho anh chị em bà con mình cùng xem và cùng tham khảo như thế nào ha. Thì mọi thông tin chi tiết bà con mình vẫn liên hệ số điện thoại cũ của em ha, số Zalo cũ của em ha, để biết thêm thông tin về con xe này ha. Thì con xe này em nó vừa mới đăng kiểm luôn, đăng kiểm đến tháng 5 năm 22 lận ha, quá dài. Mới vừa đăng kiểm hôm qua luôn, xe cũng mới vừa về, xe thì rất là đẹp luôn ha. Sơn riêng là hầu như là cả đầu cabin luôn ha. Đó, thùng kèo mui bạc nha mọi người. Xe thì nói chung còn khá là liền xe và khá là đẹp ha. Thì chi tiết xe nó như thế nào thì em tả cho mọi người luôn. Đó, vỏ lớp thì con này hầu như là hai vỏ đầu thì còn được 60-70% nha. Đó, sơn riêng thì nó có chày xước nha mọi người. Cái này không phải nó chày xước mà là nó dính xi măng nha. Nó dính xi măng thì có thể cậy cậy này nó ra. Đó, xe thì động sơn khá là đẹp luôn, sexy đẹp ha. Khung sườn chắc chắn ha, không có gì phải bàn nha. Kèo này mới luôn nha mọi người. Kèo mới nè, củ đề mới nè. Thay cũng khá là nhiều tiền luôn. Thay cũng gần hết 2-3 triệu bạc á. Nó đề mới rồi làm lại các kiểu á. Nên là nó cũng khá là ok rồi ha. Khung sườn con này thì không phải bàn nha mọi người. Khung sườn cũng phải bàn ha. Con này thì có cái lỗ này nó hơi bị mục chỗ này. Đó, hơi mục xíu à, không sao ha. Và bây giờ em sẽ chi tiết cái phần nội thất nè. Thì con xe này bên cửa hàng bên em đang chào bán với giá chỉ có 72 triệu thôi nha. 72 triệu nè. Đây nè. Đó, cái bạc nguyên cái bạc mới luôn nha mọi người. Bạc mới dây mới luôn nè ha. Bạc mới dây mới luôn. Đó, cái này là có sao em nói vậy ha. Con này thì số má nó rất là êm luôn ha. Con này thì đang đậu ngoài bãi nắng cho nên em lấy đồ em che lên nè cho nó đỡ nắng. Tắp bi tắp lô nó rất là đẹp luôn. Bê tắp lô là không có gì phải bàn nha. Ghế nỉ xiên nguyên bản luôn ha. Giá chỉ có 72 triệu nha mọi người. Đăng kiểm mới rồi ha. Đăng kiểm mới thì bà con mình không phải lo nha. Đó, sơn riêng hết đầu cabin luôn. Máy cực kỳ ngon luôn. Máy thầm thì nha. Máy hiện tại em đang cho nổ với nha mọi người. Lý do là em để đây cũng 2-3 ngày rồi. Với lại chủ trước người ta cũng ít chạy. Người ta làm cái củ đề đó rồi. Người ta làm điện đồ này kia rồi. Người ta bán thôi. Tại người ta không chạy. Đó, nên tao bán ta lên xe lớn, người ta không có chạy xe nhỏ, tao bán xe này. Đó, và đây là phần phía sau nè mọi người. Phía sau xe nè. Đó, đây là thùng inox rất đẹp ha. Đó, kèo mới luôn. Kèo này thì kèo bạc thì về bên em làm lại ha. Đó, con này thì bên em chưa có đụng chạm về gì về nó hết. Tại vì cái xe này nói chung nó cũng còn rất là đẹp luôn. Rất là liền xe. Giá thì 72 triệu em sẽ có bớt lọc cho anh chị em bà con của mình nha. Nên anh chị em bà con thật sự hợp lý thì cứ alo cho em ha. Thì cũng mong sao bán những con xe nào thật sự nó hoàn hảo nhất, nó có giá trị nhất và nó may mắn nhất cho anh chị em bà con của mình về làm ăn cho nó may mắn, cho nó suôn sẻ. Không có gì ngoài những lời chúc tốt đẹp cho anh chị em bà con của mình là trên con đường lập nghiệp, trên con đường sự nghiệp của mình gặp nhiều may mắn và gặp nhiều thành công, có quý nhân phụ trợ cho mọi người. Thì công việc của em đây cũng vậy ha, cũng cầu mong cho nó mọi việc nó suôn sẻ, mọi việc nó tốt đẹp. Đó nè, khung gầm vỏ lớp bên tài nè. Vỏ lớp thì cũng còn xài ok ha. Con này thì cỡ 60%, còn 60%. Nói chung vỏ lớp thì bà con mình về có thể chạy luôn, không thể không cần phải thay nha. Đó ha. Đây nè. Chủ đề này hắt họ mới thay đó, mới cáo luôn nha mọi người. Đó ha. Nói chung xe cũ thì theo năm tháng nó cũng phải có những cái khuyết điểm theo năm tháng. Chứ không thể nào mà nói nó hoàn hảo hết như như một cái con xe mà đời cao hơn được.
Đó, tem riêng, sơn riêng đồ luôn ha. Đó, đây là phần bên tài nè mọi người. Đó, giá thì 72 triệu. Có bớt lọc cho anh chị em bà con của mình. Lắp bi, lắp lô rất đẹp. Rất là đẹp luôn. À, phần máy móc đó nè. Máy móc đang nổ luôn nha. Hiện tại em đang cho nổ luôn. Máy là không một miếng hơi nha. Máy không một miếng hơi nha. Đó. Máy không một miếng hơi. Hết máy rất là êm luôn mọi người. Khá là ok ha. Những cái dòng máy xăng đó thì bà con mình đừng có nên rửa máy đó nha mọi người. Nếu mà bà con mình có rửa máy thì bà con mình phải đề lên nha. Bà con mình phải đề lên luôn. Đó, bà con mình đề lên rồi vừa đề vừa cho xe nổ mà vừa rửa thì nó sẽ an toàn hơn. Thứ hai nữa, bà con mình rửa thì bà con mình nên có cái máy mà máy xịt hơi á. Bà con mình rửa xong rồi bà con mình nên xịt cho nó ráo hết mấy cái đường dây điện nha. Rồi mấy cái trong mấy cái chấu á, chấu đèn á, chấu cắm á, cho nó xịt kỹ vô mấy chỗ đó là nó sẽ an toàn hơn cho cái xe của mình ha. Rồi thì đến đây em sẽ kết thúc cái video ở đây và quay sơ sơ mấy giới thiệu mấy con xe phía sau nữa cho mọi người cùng xem ha. Thì bà con nào thật sự ý con xe nào thì cứ alo cho em nha mọi người. Mong bà con mình sẽ thêm ý kiến cho em để biết được bên cửa hàng em bán những con xe nó ra như thế nào, để góp ý kiến cho em để em hoàn thiện hơn những cái video sau nha. Bên đó là con Dắt 4 tấn 4, bên này là con Đông Ben 217, con này SOM 211 luôn, con này 75 triệu, con kia 110 triệu, thì có bớt hết tất cả cho anh chị em bà con của mình nha. Và đến đây em sẽ kết thúc cái video và mong sẽ sớm nhận lại những phản hồi tích cực cho anh chị em bà con của mình. Mong sao dịch Covid này sẽ sớm qua đi và công việc mọi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều, thu nhập nó nhiều hơn và có cuộc sống ổn định hơn. Rồi xin chào tất cả anh chị em bà con của mình nha.